Đây là một Đây bông hồng. là Cả farm, farmstay đấy, gọi là farmstay đấy, cả cả vườn mà cả ở đấy. Bông hồng ấy nở đẹp không? hay nhờ. Nó nở mà nó nở thành chùm này, nó không, nó bỏ tròn lái này này, nó chưa bung ra này. Nhưng mà hoa này khó bán được lắm. Hồng này Ừ. tại sao? Tại vì người ta nếu mà bỏ đi ấy thì người ta bỏ một bông thôi, chứ không có ai mà một cành này nhiều bông mà người ta thích đâu. Thực ra mà càng nhiều bông này dễ bỏ mà. Nhưng mà nó không có được đẹp bằng một cành một bông nếu mà bỏ luôn. Đây đi, hoa đồng tiền này. Hay nhỉ, lạ thật Ừ. sự luôn á. Đây có nhiều loài hoa lắm. Hoa hồng, đây này, hoa hồng đơn này. Từng, từng bông này. Đó. Đây là hồng leo này. Chị vẫn thích cái hồng leo này này. Này, nhìn cảnh nó nở đã không? Hoa này đẹp quá chị. Beautiful. Chụp đi. Màu nên đẹp này chứ. Để bữa nay chị phải xin nhanh về chị trồng. Đại. Này, cái bóng của nó lúc đâu thế này? Được các chị xin nhá. Em thấy hoa mà đẹp. Ừ. Không léo. Có nhiều hoa mà. Ừ. Cái này mà trồng ở nhà thì đúng bài luôn. Ờ, nó léo, léo lên nhà Ừ. luôn, nhìn đã Ừ, thôi rồi. leo nhà thì Để đẹp không léo lắm. ra đây đi. Ôi trời ơi. Cẩn thận á. Cái này không có chỗ leo mà ta trồng chi. Đi nhờ, nhìn khổ sở ra tới. Đang ngắn người ta phải cho nó leo leo đây nè. Để em cho nó leo. Đâu vậy, nhưng mà nó tàn rồi, cái này nó tàn rồi. Một cây trồng lên nó leo lên tội nghiệp với cây này đi, leo ra ngoài. Màu cam này, cái bông hồng màu cam này cũng đẹp lắm nha. Để bông hồng hả? Chị hoa hồng đó. Ừ.